quý vị, mỗi năm có hàng nghìn tài sản, trong đó có tài sản nhà nước được mang ra bán đấu giá. Nhưng thực tế thời gian qua đã có những dấu hiệu cho thấy việc thông đồng trong đấu giá gây thất thoát tài sản để trục lợi đang trở thành vấn đề nóng hiện nay. Vâng, và cũng cần phải nhấn mạnh một điều rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, luật đấu giá tài sản đã ban hành và có hiệu lực từ ngày này. Tuy nhiên qua hơn 3 năm thì việc thực thi pháp luật vẫn còn bộc lộ những vấn đề bất cập. Thực tế thì đang đòi hỏi cần có sự tổng kết và đưa ra những điều chỉnh bổ sung sao cho phù hợp với thực tế. Khu đất gần 500.000 m2 này nằm trong khu đô thị Hòa Lân, tỉnh Bình Dương và được chủ đầu tư thế chấp tại ngân hàng Agribank Chợ Lớn. Năm 2017, diện tích này được mang ra bán đấu giá theo chứng thư thẩm định giá đã hết hạn gần 2 năm. Dù là khu đất vàng nằm liền kề hai thành phố là Thủ Dầu Một và Thuận An, nhưng giá bán chỉ bằng 1/2 so với bản giá quy định cùng thời điểm của tỉnh. Nghiêm trọng hơn, trong đó có gần 250.000 m2 thuộc diện nhà nước không thu tiền sử dụng đất, nhưng vẫn được mang ra bán đấu giá. Rất may là thủ tục vẫn chưa thể hoàn tất do bên trúng đấu giá chậm thanh toán kéo dài. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mong muốn của chúng tôi là cái việc bán đấu giá này nó phải minh bạch, công khai và đáp ứng được các cái quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi được tiền về cho ngân sách nhà nước, khắc phục các cái hậu quả. Trong quá trình xét xử vụ án khu dân cư Hòa Lân, nguyên đơn là chủ đầu tư cho rằng nhà nước sẽ thất thu gần 1.400 tỷ đồng từ việc vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thẩm định, định giá khi xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ tại dự án này. Trên bình diện cả nước, những vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản khá phổ biến bởi theo thông tư hướng dẫn, bên có tài sản được tự lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thỏa thuận thù lao, trong khi quy định về cơ chế giám sát thì thiếu chặt chẽ. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự tùy tiện trong cả hai khâu định giá và bán đấu giá tài sản, nhằm trục lợi theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi. Có nhiều lỗ hổng. Và sau tất cả những cái quá trình đó, thì cũng đề nghị xem xét lại vấn đề là chúng ta phải rà soát lại tất cả các quy định, các quy trình, các thủ tục. Đấy, cũng như là một số các vụ việc bán đấu giá mà nhân dân, cái người, các đương sự người ta đang kêu, để chúng ta hoàn thiện lại cái hệ thống chính sách của pháp luật, cũng như là xử lý thật nghiêm những cái người, những cái tổ chức và cá nhân vi phạm. Theo quy định tại thông tư 45 năm 2017 của Bộ Tài chính, mức thù lao đấu giá tài sản tối đa là 300 triệu đồng là quá thấp. Vì vậy, thực trạng chung là các tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá tài sản không phải là để nhận khoản phí được hưởng, không nỗ lực bán được giá cao mà là bán theo hướng có lợi cho mình. Từ cái đơn vị thẩm định, đơn vị ban hành quy chế, rồi năng lực của các cái bên đấu giá, cho đến khi là giao cái tài sản đó cho bên trúng đấu giá đó, thì nó cũng có những cái vấn đề. Chúng ta phải có một cái cơ chế công khai, minh bạch, và đặc biệt là chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế giám sát trong cái quá trình thực hiện cái đấu giá tài sản. Các chuyên gia pháp lý cho rằng sau gần 3 năm thực hiện luật đấu giá tài sản đã bộc lộ nhiều tồn tại sơ hở, giờ là lúc cần tổng kết và đưa ra những điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, theo nguyên tắc giảm tới mức thấp nhất tổn thất về tài sản nhà nước.